Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của Wilson. Hôm trước thì mình lại thấy có một bạn comment là: anh ơi, chỉ ép hay là tự nghiệm để xử lý nó đi. Em làm Rubik nhanh nhưng có chỗ ép hay là nó lại tốn thời gian quá. Đấy, mong anh làm. Thì ok, hôm nay mình sẽ làm video về cái vấn đề ép hay là cho các bạn xem. Thì có thể nói ép hay là mình làm cũng khá là nhiều video rồi, nhưng mà cái phần này nó cũng là một phần tự nghiệm và có công thức nhá. Tuy nhiên thì mình không khuyến khích các bạn học công thức đấy, và cứ tự nghiệm thì nó sẽ tốt hơn. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục làm về ép hay là để cho các bạn xem. Có thể là nó sẽ có một chút nâng cao ở trong này, và có thể nó có một chút bốn hướng ở trong này đấy. Thì các bạn cố gắng gọi là xem kỹ video nhá. Ok, và cái con Rubik mình sử dụng trong cái video này là con RS3 2020, thì các bạn có thể tham khảo giá bán của con này và các cái sản phẩm Rubik khác tại website rubikstore.vn, và mình sẽ để link bên dưới phần mô tả cho các bạn xem nhá. Ok, rồi hôm nay thì cũng sẽ không dùng scramble để đảo đâu. Hôm nay sẽ scramble tay luôn, làm sao để cho các bạn có thể tự nghiệm tốt nhất có thể được. Và mình nói trước là mình không tập trung vào cái phần cross và OL và PL thì mình cũng sẽ không giải, mình sẽ chỉ tập trung vào F hay là nhiều hơn. Tức là cross mình sẽ vẫn nói, nhưng mà mình sẽ không tập trung nhiều. Ok, cho không lên đến thuyền đến trường hợp đầu tiên luôn này. Ở đây thì mình có 1 2 3 4 viên. Đảo tay lên thôi cho nó nhanh nhá, không phải scramble làm cái gì lâu. Như đây mình sẽ đầu tiên mình sẽ tí nữa mình sẽ giữ màu đỏ này ở đây mình giải cuối cùng. Mình sẽ đẩy cái này qua đây trước này để làm gì, để mình giải màu xanh biển sang bên này. Nói chung là 2 này, 3 này, 4, 5 này, đấy, 6 này, 7 này, 7 bước là được cross. Các bạn cố gắng cái cross này nó phải dưới 8 bước nhá, nhỏ hơn hoặc bằng 8 bước, 8 bước cũng được, nhưng mà nó dưới 8 bước thì sẽ tốt hơn đấy. Đây, 8 à, 7 bước là được cross rồi nhá. Thì ở đây mình có một cái cặp F2 là như này. Đây, nhìn thấy cặp này, các bạn nhìn thấy chưa? Xanh biển đỏ này. Các bạn có thể đưa ra đây này, các bạn giải này trước mặt. Thì các bạn mình có cái video hướng dẫn tự nghiệm 41 trường hợp F2 ấy. Thì các bạn có thể qua đó để các bạn xem lại nhá. Thì nó cũng khá là dễ hiểu ấy. Cái video ấy mình làm rất là chậm. Thì đây, cái cặp đầu tiên này. Hai cái này đối màu này, màu trắng ngửa lên và hai cái này đối màu. Thì mình sẽ làm như thế này, mình sẽ để cho dọc ra đấy, video mình sẽ làm rất là chậm thôi cho các bạn xem này. Đây cái cặp F hay là nhá, mình sẽ giải như thế này, tạo hình một xoan le đấy, các bạn nhìn nhá, làm lại nhá. Đây, đưa lên này, hai cái đối màu này, đưa lên này, U2 này, cho nó vào đấy, xoan le rồi thì mình cho nó vào thế thôi. Và khi mà cho cái này vào này, các bạn nhìn này, khi mà cho cái này vào này, các bạn nhìn thấy cặp này không? Các bạn có thể dùng bốn hướng để các bạn giải. Như thế này mình sẽ dùng bốn hướng để mình giải từ đằng sau luôn, thì tí mình sẽ giải được luôn cặp này từ đằng sau đấy, hoặc là các bạn có thể quay ra các bạn giải cũng được, nhưng mà mình thì góc này mình sẽ giải được bốn hướng, và tí nó sẽ rất là thuận tiện để nó giải cặp xanh biển đỏ này. Cặp này bốn hướng đằng sau thì cũng khá là dễ đúng không, như này đấy. Và cái này thì cũng sẽ dùng bốn hướng để giải luôn nó từ đằng sau, các bạn nhìn nhá. Bình thường sẽ đưa lên đúng không, đưa lên như này đúng không, này R U phải R phải này đấy. Các bạn nào mà không biết tự nghiệm thì mình đọc thuốc cho các bạn đấy, đưa lên đường sau này đúng không, và dùng bốn hướng để giải. Nhưng mà thay vì như thế này vẫn đưa lên, nhưng mà mình sẽ tận dụng để mình giải luôn từ đằng sau như thế này. Nó cái bước này nó hơi cồng kềnh tí, các bạn nhìn kỹ nhé, cố gắng nhìn kỹ nhé, mình làm một lần thôi. Các bạn nhìn này, đưa lên này, đưa qua này, đưa nó vào này, đấy, ghép vào đây rồi nhá, xong rồi đưa nó vào này, xong trả lại cái cross này đấy, các bạn nhìn thấy chưa. Và bây giờ mình chỉ cần đẩy cái này. Đó. Nói chung là nó hơi cồng kềnh một tí. Rồi, cái cặp F2 là cuối cùng này. Đây, cặp F2 là cuối cùng đây. Thì nó bước này thì nó cũng khá là dễ thôi. Đưa nó vào này, tạo hình một cặp này. Các bạn nhìn lại nhá. Đây nhá, cặp này nhá. Chưa? Cho đây dễ nhìn này. Nhìn các bạn dễ nhìn chưa? Nhưng mà mình không đẩy qua đây, mình làm như này luôn. Các bạn có thể làm như này, ép. À quên, như này. Đấy, thì nó tạo hình một cái ở đây luôn. Nhưng mà mình sẽ không làm như thế, mình sẽ như thế này. Bình thường mình vẫn đưa qua, mình rất là ít khi mình dùng ép như này này, chết rồi. Đây, ít khi mình dùng ép đó, mình đầu tiên mình bình thường mình vẫn đưa nó lên như này và mình đẩy qua, mình giải nó từ sau tiện như này này. Ok, rồi đến cái OL cuối cùng và đến cái PL thôi, được rồi, đến đấy thôi nhá. Còn video lại dài quá, các bạn lại không xem được nhiều. Rồi, trường hợp tiếp theo này, 1, 2, 3, 4 viên.
Cái này thì giải như thế nào cũng khá là dễ. Đây, đầu tiên mình sẽ cho màu xanh biển đi trước này. Một này, hai này, thấy chưa? Đẩy màu cam này qua. Để làm gì? Để tí mà mình cho màu xanh biển này vào thì màu cam này đúng một nửa. Đấy, nhưng mà bây giờ phải giải viên xanh lá này trước, không thì nó sẽ bị hỏng cả màu đỏ này nữa. 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 đấy. Cái cross này nó hơi cồng kềnh một tí, nhưng mà mình sẽ giải như thế. Đây, một cặp tiếp đầu tiên này, nó ở đây này. Và cặp tiếp theo các bạn nhìn ngay trước mặt này. Mình sẽ giải cặp này trước nhá, mình không giải cặp xanh biển đỏ trước. Như thế này. Được chưa? Đưa nó qua này. Và giải nó từ đằng sau. Và bây giờ mình sẽ giải cặp này luôn. U2 này. Ghép thành một cặp này. Đây các bạn nhìn cặp này này. Ghép nó thành một cặp này. Đấy, U2 này, cho nó về đằng trước và cho nó vào. Thì chỗ này chúng ta có một cặp. Đấy, khi mà cho cái này vào này thì cái bên cạnh này nó chạy lên đây. Cái góc này đang ở đằng sau rồi. Cạnh này chạy lên đây. Đấy. Các cuối cùng ấy, nó lại hơi gói một tí là nó lệch nhau, nó lại lệch đúng vị trí của nó đấy. Đấy, cặp cuối cùng này. À, phiên cặp thứ ba này và cặp cuối cùng này. Cặp cuối cùng này thì chỉ cần đưa nó lên thôi. Cuối cùng này không có cái nào ngắn hơn rồi. Hoặc các bạn như thế này thì nó sẽ thuận phiên trích hơn. Nếu mà nhưng mà như thế thì nó sẽ bị đảo Q hai lần. Đấy, 1 2 này, nó sẽ bị hơi bị lệch tay, có thể nó sẽ bị rơi rubik nếu mà các bạn đảo quá nhiều. Nên là mình sẽ đảo một lần và mình sẽ giải như thế này. Đầu tiên mình đưa nó lên tầng 3 trước nhá. Xong rồi U2 này, tạo thành một cặp xoay le này. Nó đang lệch nhau mà, đây này. Thì mình giấu cái này xuống, mình đưa cái này qua và mình kéo nó ngược lại thì nó sẽ tạo thành một cặp xoay le xanh cam đấy. Và cho nó vào. Rồi. Và đến OL này. Đấy, rồi P là chữ T. Quá dễ đúng không? Rồi. Nhanh nhanh một chút không tốn thời gian của các bạn nhé. Video nó lại dài quá các bạn không xem được nhiều. Ok, rồi trường hợp này 1, 2, 3, 4 viên. 4 viên này giải như thế nào? Cái cross này không dễ lắm, nhưng mà giải được. Thì đây, đầu tiên mình sẽ đưa màu đỏ này xuống. Nhưng mà trước khi đưa màu đỏ này xuống, mình sẽ đưa màu cam này qua để làm gì? Để tí mình giải nó vào đây. Mình sẽ không giải màu xanh biển thôi, nói chung là bây giờ mình làm để cho các bạn hình dung nhé, không nói nó dài dòng quá. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này. Đấy, 8 bước là được cross. Các bạn cứ cố gắng các bạn rút ngắn xuống dưới 8 bước là được. 8 bước hoặc dưới 8 bước là được. Nói chung là nó hơi cồng kềnh một tí. Rồi, cái tiếp theo này là cái đầu tiên ở trên này. Mình không đưa kiểu này. Mình không đưa kiểu này mà mình đưa thế này. Để làm gì? Các bạn nhìn này, cặp này đưa lên đấy, để cho nó phá ra, để cho nó rời nhau ra. Đưa như này nó lại bị dính vào nhau, đưa như này dính vào nhau, nhưng mà mình vẫn sẽ dùng bốn hướng để mình giải được cái này, nhưng mà mình không muốn làm kiểu đấy, bởi vì tí nó sẽ bị dính vào ép nhỏ ấy. Nhưng mà mình không giảm kiểu đấy, mình sẽ làm kiểu này đấy. Xong rồi đưa xuống này, xanh xanh này, cam cam này, giấu cái này xuống U2 cho nó vào đấy. Thì bây giờ giải nó từ đằng sau. Nếu mà bạn thích giải bốn hướng thì bạn có thể giải. Thì tí nó có một cặp này ở trên này này. Đấy, cặp này luôn này, bốn hướng này đấy, và cặp này trên này. Thì đây là thêm một cặp tiếp theo này. Cặp này thì cũng khá là dễ, các bạn chỉ cần khoảng 6 bước thôi các bạn có thể giải được cặp này, hoặc là các bạn có thể giải cặp này trước cũng được. Thì cặp này dễ hơn. Thì để bởi vì sao, bây giờ mình sẽ giải cặp này trước để làm gì? Để tí nữa một cặp giải hoàn thành ở đằng sau và một cặp này nữa cũng ở đằng sau thì mình sẽ giải như thế này. Mình giữ nguyên nhé, mình vẫn giữ nguyên hướng nhé, từ nãy giờ mình chưa đảo kêu nhé, giữ nguyên hướng này đấy. Để mình giải nó từ đằng sau luôn. Thì bây giờ hai cái cặp hoàn thành nó đang ở đằng sau này, các bạn nhìn thấy không? Đấy. Rồi, thì bây giờ còn hai cặp cuối cùng. Thì cặp này sẽ dễ giải hơn, dễ finish hơn. Mà không cần phải đảo Q. Đấy. Các bạn nhìn này. Đây. Đây nhá, cặp này nhá, nãy nó đang ở đây đúng không? Cùng là màu đỏ, cùng là màu xanh này. Thì mình sẽ ghép nó thành một cặp ở trên tầng 3, giấu cái này xuống và đưa cái này qua. Và cho nó vào thì là nó thành một cặp ở trên tầng 3. Đấy, thì đưa cái này vào đây. Và cặp cuối cùng này. Cặp cuối cùng này, đưa nó lên, tạo thành một cặp so le này. Các bạn có thể dùng như này, ép. Nhưng mà mình không dùng như thế, chắc chắn là mình sẽ không dùng như thế. Các bạn xem video của mình, các bạn biết đúng không? Mình sẽ đảo như này để mình giải trước mặt. Đấy, rồi, đến cái O là này. Và P là, vẫn là chữ T, giống vừa nãy thôi. Rồi, trường hợp tiếp theo nhé. Mình sẽ làm thêm một cái cuối cùng nhé. Video nó cũng khá là dài rồi. Nói chung là các bạn nên xem nhiều những cái video kiểu như thế này thì các bạn sẽ học nhiều hơn, nhưng mà nó ứng dụng thực tế tốt hơn.
mà đảo Q trường hợp nào thì cần phải đảo Q và trường hợp nào thì cần giữ nguyên, trường hợp nào cần giải bốn hướng đó. Còn các bạn vẫn nên xem những cái video tự nghiệm F hay là 41 trường hợp ấy của mình ấy, thì các bạn sẽ biết ít nhất là các bạn sẽ biết được các cái bước đi nó như thế nào đã, rồi sau đó thì các bạn mới áp dụng vào thực tế giải scramble, giải ví dụ thì nó sẽ ok hơn. Rồi, trường hợp này dễ quá, phá ra. Ok, cái này khó rồi đấy, chưa có cái viên nào đúng này. 1 2 3 4 viên đó, cái trường hợp này cũng khá là khoai. Hai cái này lại sát nhau này, hai viên đối màu lại sát nhau này, thì mình sẽ làm như thế nào? Đấy nha, mình sẽ giải đối màu đi. 1 này, 2 này, 3 này, đưa được viên xanh này lên nhá. 4 này, bây giờ mình cho cái màu xanh biển này vào này, để hướng này cho các bạn dễ nhìn nhá, chứ không thì mình sẽ giải từ đằng sau như thế này. Mình sẽ giải đối màu hướng này cho các bạn nhìn này. Đây này, và D2 một phát này, các bạn nhìn thấy không? Đúng này, đúng này, đúng này. Đấy. Ok, rồi trường hợp đầu tiên, F hay là đầu tiên nó sẽ ở đây. Chưa, mình sẽ giải này. Thì khi mà mình đưa cái F hay là này vào đây thì cái cặp này nó sẽ tự nhảy lên tầng 3 để cho các bạn giải luôn. Đây này. Cùng màu này, màu trắng ở trước mặt này. Ghép nó thành một cặp ở trên tầng 3 được chưa? Đấy, chỗ này có một cặp luôn nhá, các bạn có thể giải luôn cặp này. Các bạn như này này. Các bạn có thể giải cặp này trước. Hoặc là giải cặp này cũng được. Thì mình sẽ đẩy qua như này hoặc là như thế này. Các bạn có thể giải cặp này và đẩy qua. Trong trường hợp này mình sẽ đảo Q, mình không dùng bốn hướng, nó thuận tay hơn để cho nó giải cặp này. Tí nói chung là nó hơi lệch một tí. Đây cặp tiếp theo này, các bạn nhìn thấy chưa? Nhưng mà mình sẽ giải cặp này trước, bởi vì nó đang ở vị trí sole rồi, nó chỉ cần 1 2 3 bước là được, là xong rồi đấy. Rồi cặp cuối cùng này, đây cặp cuối cùng đây, các bạn có thể dùng ép nhưng mà mình không dùng như thế, mình như thế này. Mình vẫn ưu tiên để mình giải này, mình vẫn bình thường, nói chung là mình vẫn sẽ đảo Q để mình giải, chứ mình không dùng F. Ít khi mình dùng F trong F hay L lắm. Rồi cái OL này và cái PL chữ G này, các bạn nhìn nhá, hướng này rất là dễ nhìn, không có viên nào đúng, không có viên nào đúng, hai viên này sát màu nhau và kề thì nó là chữ G. Ok đó, thì cái video nó cũng khá là dài rồi, thì mình cũng sẽ kết thúc cái video này thôi. Nếu mà các bạn thấy hay thì quên để cho mình một like, một share, một subscribe của mình. Và các bạn cần làm thêm những cái video về cross hoặc F hay là hoặc là O là PL thì các bạn cứ để lại bình luận dưới, mình sẽ làm video các bạn xem. Ok, và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Chào các bạn.